chuyên mục Chuyện hay tuần này, Cầm Kỳ Official xin giới thiệu chùm truyện ngắn của nhà văn trẻ Võ Chí Nhất. Võ Chí Nhất sinh năm 1993, sinh ra và trưởng thành tại Củ Chi. Võ Chí Nhất chính thức bắt đầu văn nghiệp của mình vào năm 2013. Tiểu thuyết lịch sử đầu tay ra đời năm 2016. Sau đó, Nhất đã chuyển hướng sang chuyên viết thể tài cảnh sát và tội phạm, theo đúng nghề nghiệp mà bản thân đang theo đuổi. Vì anh thấy rằng người viết phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, am hiểu nhất. Sau đó, cứ đều đặn 2 năm, Nhất cho ra đời một cuốn sách như tập truyện ngắn Khiếu Ăn Mày năm 2018, tập truyện ngắn Nghệ Sĩ Sáng Tạo và Nhà Phê Bình năm 2020, và mới nhất là tập truyện Muội Cho được trao tặng thưởng năm 2022 của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Một số nhận xét về tập truyện ngắn Muội Cho cũng là một tập truyện ngắn điển hình cho phong cách sáng tác của Võ Chí Nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Anh Đào cho rằng những câu chuyện trong tập truyện ngắn này như một chuỗi hình sin, cứ lên tới cao trào rồi lại xuống. Đó cũng là đặc điểm của truyện trinh thám. Mời bạn đọc tự phát hiện. Nhà văn Lâm Hà cho rằng vẫn kiểu kể chuyện hóm hình nhẹ nhàng, nhưng chú trọng về các chi tiết nghiệp vụ, mang tính kiến thức khoa học hơn là trực giác thám tử. Tập truyện ngắn Muội Cho của Võ Chí Nhất đưa người đọc tiếp cận nhận thức muôn thuở thiên bẩm chỉ là lẻ loi, lao động mới là phổ quát để đạt được kết quả tốt đẹp, đặc biệt với công tác điều tra tội phạm. Nhà phê bình văn học Nguyễn Văn Hòa đọc tập truyện trinh thám Muội Cho của Võ Chí Nhất, ấn tượng trong lòng người đọc đó là giọng văn tự nhiên, có vẻ lạnh lùng, nhưng ẩn đằng sau đó là nỗi trăn trở, đau đáu, suy tư về số phận và con người, cuộc đời và thời cuộc. Tinh tế nhiều kiểu phá 10 vụ án trong 10 chuyện ngắn, chỉ dùng một nhân vật chính xuyên suốt là cô cảnh sát hình sự trẻ Hà Ớt, nhà văn Võ Chí Nhất là người xí trước. Dùng kiểu Sherlock Holmes hay thanh tra Margaret quen thuộc cho rằng văn chương trinh thám Việt Nam là nhận xét của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải. Dịch giả Lê Bà Thự nhận xét tập truyện trinh thám Muội Cho của Võ Chí Nhất với nhân vật chính là nữ cảnh sát hình sự thạo nghề Hà Ớt, bảo rằng dòng văn học trinh thám Việt Nam có thêm một nhà văn trẻ đầy triển vọng. Văn phong, bút pháp, sự tinh tường của tác giả tập truyện khiến tôi đinh ninh như vậy. Còn dịch giả Nguyễn Văn Hà thì nhận xét giọng văn cuốn hút và sinh động, với cố gắng đem ngôn ngữ dân dã, đời thường vào chuyện, thay cho lối kể tường thuật dông dài phổ biến. Có chuyện có những chỗ ngoặt khá lắt léo, có chuyện có những cái kết nhân văn. Một cuốn sách đáng đọc trong mùa hè này. Trên đây là những nhận xét của các dịch giả, nhà văn, nhà phê bình văn học về tập truyện ngắn Muội Cho, là tập truyện gần đây nhất của tác giả Võ Chí Nhất, cũng là đại diện cho văn phong của Võ Chí Nhất. Mời quý vị nghe chuyện ngắn Đừng Xem Đó Là Bẫy của nhà văn Võ Chí Nhất qua sự thể hiện của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Anh chàng cẩn thận ngồi vào bàn và nhìn bà Lan Chi với ánh mắt biết ơn khi
khi bà mang khay bánh rán vàng ruộm chậm chậm bước về phía mình. Anh ta xoa cái bụng bí đao sau lớp vải áo sơ mi mới toanh, ra vẻ thèm ăn để làm bà vui vì sắp được thưởng thức hương vị bánh rán mới mà bà cất công làm từ sáng sớm. Bà Lan Chi sống trong căn biệt thự có vườn hồng bao quanh ở số 162 Võ Văn Đề, nơi mà người ta gọi bằng một cái tên đậm chất cách mạng, Vườn Trầu, một nơi xảy ra khá nhiều sự kiện quan trọng của một vùng đất anh hùng. Khu vực được xem là biên giới nếu xét ở khía cạnh tiếp giáp Tây Ninh. Một khu ấp đang trong tiến trình đô thị hóa, nếu xét về tốc độ phát triển, nhưng phần nào vẫn níu giữ được không khí xưa cũ, yên bình, so với sự náo động của thế kỷ 21. Bà rất mến khu này, nên dù có sống một mình tại đây, trong khung cảnh tĩnh mịch, mà vẫn không thấy buồn chán. Được thưởng thức món bánh rán hương vị mới của bà nhà văn già, khéo tay nhất Vườn Trầu, trong một không gian chuẩn resort 5 sao thế này, ai không thích cho được. Và thêm tiếng chim véo von xa xa, đệm thêm vào cái giai điệu nhẹ nhàng thoát ra từ cái điện thoại của anh ta. Cậu đừng cười ta, nhà đơn chiếc nên ta hay mời hàng xóm đến ăn thử các món bánh mà ta chế biến, mong cậu đừng chê. Anh ta vẫn cười và rót một ly nước cam đựng trong cái bình thủy tinh mà bà đặt trước mặt. Thứ nước uống nhiều vitamin C rất thịnh hành tại Việt Nam, đặc biệt là từ đầu tháng 5 cho đến hết năm 2021, thời điểm lịch sử mà cây cam được ví như vàng. Cháu đang đói và như thế cháu sẽ không phụ lòng cô đâu ạ. Có đói thì ăn mới thấy ngon, luôn là vậy mà. Cháu thử đi. Anh ta bóc một cái. Thế nào, có ngon không? Giòn, có vị bơ, dừa, khác hẳn các hương vị cháu tìm được ngoài tiệm. Cháu lấy cái nữa. Bà vỗ tay cái chát rồi cười lớn. Xong bà thò tay xuống gầm bàn, lấy một cái hộp nhựa, rắc lớp bột vàng sánh như mật lên mẻ bánh vẫn còn nóng hổi. Vẫn còn nhiều, cháu cứ dùng tự nhiên. Ta vẫn giữ ý định mở một tiệm bánh ngọt ở khu này cho đỡ buồn, thay vì úp mặt vào sách mỗi ngày cháu ạ. Vậy là cháu thấy ta có khả năng phải không nào? Anh ta đảo mắt một vòng quanh phòng ngủ, phòng đọc sách rồi đến gian bếp, được trưng đầy những hũ lọ chứa các mẫu bánh rán đủ hương vị, được sắp xếp ngăn nắp trên kệ của bà, rồi hỏi: nhà đơn chiếc mà cô làm nhiều bánh thế à? Cứ như đã đoán trước, người thanh niên sẽ thắc mắc như thế nào, nên bà cười khẩy, rồi giải thích một lèo. À, ta tính rồi, ta có thói quen dùng hết những gì ta chế biến. Một phần cúng ông bà, phần cho cháu, cho ta và cho bà hàng xóm cũng vừa dọn đến đây ở như cháu. Mà cháu tên gì, quê ở đâu? Khu này tĩnh lắm, thanh niên như cháu ổn chứ? Cô cứ gọi cháu là Luân. Lúc trước cháu buôn bán ở chợ đầu mối Hóc Môn, ồn ã đủ rồi. Nay mua căn nhà ở Vườn Trầu, định là dọn về đây ở hẳn trong 2 tháng nữa. Mặt bà sáng lên, người ta nhìn ra được một tia hy vọng nơi đó. Thế à? Vậy ta phải nhờ cháu làm cố vấn cho công việc mở tiệm bánh ngọt của ta rồi. Thế cháu đã vợ con gì chưa? Làm cố vấn hay nhân viên gì cháu cũng sẵn lòng, vì còn độc thân. Anh ta gãi gãi đầu rồi hỏi tiếp. À, người hàng xóm mới dọn tới ở căn nào vậy cô? Bà ngó ra cổng, hướng mắt về phía căn nhà quét vôi màu xanh lá, có cây xoài trước sân, đối diện là một cây lý sum xuê lá, còn có một cây bưởi trái chai như đít khỉ xà xuống đất. Kìa, một bà già rất dễ mến,
Bà luôn đọc bản thảo và cho ta những góp ý chân tình. Nhưng bà ta mắc chứng nói nhiều và luôn than phiền về cây lý. Đến mùa trầu bông lại rụng đầy sân. Lát nữa ta sẽ mang cho bà ấy một phần. Anh chàng như vỡ ra một điều là ở vườn trầu có nhiều bà cụ sống độc thân trong những căn biệt thự rộng lớn. Có sân, có vườn. Khu này tĩnh, thích hợp cho các bà dưỡng già. Trước sau gì cũng dọn về đây ở hẳn, nên có dịp làm quen hàng xóm tốt thế này, sao bỏ qua được. Vậy cô gói lại đi, cháu sẽ mang cho bà ấy, vì cũng thuận đường mà. Nhưng mà bây giờ cháu phải đi vệ sinh đã. Anh ta làm xấu, rồi nhanh chân chạy xuống nhà sau. Ô, vậy hay quá. Cảm ơn chàng trai nhiều. Thanh niên bây giờ đáng mến thật chứ. Dứt câu thì bà đã có mặt trong gian bếp. Việc làm cho bà hàng xóm cũng là người bạn già vui, đã khiến bà Chi khéo tay và nhanh nhẹn hơn hẳn. Bà loay hoay ở đó một lúc thì quay lại bàn ăn. Thấy Luân đã ngồi ngay ngắn vào bàn uống một ly nước cam, ăn một cái bánh nữa, rồi nhận phần bánh nóng hổi từ bà mang đi. Đợi khi bóng dáng anh ta khuất hẳn, rồi bà mới lọng cọng đi chốt cửa cổng, rồi lặng lẽ đi về phòng như mọi hôm. Bà bước lại bàn đọc sách, lục lọi gì đó, rồi sửa lại kính, hấp háy cặp mắt ngạc nhiên. Bà giở cuốn sách lên, lấy cái điện thoại nhấn một số được cài sẵn trong máy. Hà ớt ơi, cô tới ngay đi. Khi Hà vừa đến thì bà cũng đã dọn sẵn một phần bánh rán và một ly nước cam đầy chờ sẵn. Nhưng lúc này vẻ mặt trông giống quả nho héo, đầy lo lắng của bà khiến Hà quan tâm trước hết. Hà đẩy cửa bước vào, liền xà xuống ngồi ngay bên cạnh bà. Và những chuyện như thế này cô gặp không phải ít nên rất có kinh nghiệm. Đơn giản hóa những sự kiện phức tạp, vừa an ủi vừa thu thập thông tin. Nghe giọng của cô, cháu biết là có việc không hay, nên gấp hồ sơ tức tốc đến đây ngay. Đột nhiên, bà ngẫm ra được một tứ chuyện mới. Đại khái là người viết chuyện cảnh giác, đôi lúc mất cảnh giác. Vậy mà bà còn định mời hắn làm cố vấn cho tiệm bánh ngọt của mình nữa. Không dài dòng, bà đi thẳng vào vấn đề ngay. Ừ, ta mời tay hàng xóm vừa mới dọn đến, ăn món bánh rán hương vị mới làm. Hắn lừa ta xuống bếp, rồi lẻn vào phòng và lấy mất chiếc nhẫn. Hà nhớ ngay đến chiếc nhẫn kim cương 4 carat của bà. Chiếc nhẫn đã bị trộm mất một lần. Hà nhớ đến cái tên trộm tốt số, vừa chiếm đoạt tài sản của gia chủ, vừa được bữa ăn ngon và ngủ thẳng tại gia, như là nhà mình vậy. Dù sự việc diễn ra đã 2 năm trước, nhưng cô vẫn nhớ như in. Và không ai khác ngoài Hà đã nom cổ tên đó, và Hà khéo léo. Có phải chiếc nhẫn kỷ niệm mà ông tặng cho cô không? Chiếc nhẫn cô hay để nó trên bàn đọc. Bà không nói gì, chỉ úp mặt vào vai Hà. Và như vậy Hà biết là mình nói trúng phóc. Rồi cô mất tập trung với việc tốn chút thì giờ trông vào khoảng không vô định đằng xa. Cô bình tĩnh kể lại sự việc cho cháu nghe đã, rồi cháu sẽ nghĩ cách tìm lại chiếc nhẫn đó cho cô. Bà chỉ tay về phía căn nhà đối diện, nơi người hàng xóm tên Luân trú ngụ, người đã cuỗm mất chiếc nhẫn kim cương 4 carat của bà, còn gói bánh rán cho người hàng xóm dễ mến mới tới nữa. Cháu biết đó, ta luôn mời hàng xóm đến thưởng thức bánh rán hương vị mới mà ta chế biến. Ăn xong, hắn sai ta đi lấy gói bánh mà ta chuẩn bị sẵn để gửi cho bà hàng xóm mới dọn đến bên kia đường. Rồi nhân lúc ta loay hoay trong bếp, hắn nói là đi vệ sinh. Nhưng thật ra, hắn đã... Hà đặt tay lên vai bà, rồi bằng cái giọng trầm ấm, vốn có, cô tiếp.
Cháu hiểu rồi. Cháu đoan chắc rằng kẻ cô mới gặp lúc nãy không phải là người hàng xóm được mời đến ăn bánh đâu. Tiếc là nhà mình không gắn camera nên hắn mới mạnh dạn ra tay như vậy. Giờ cô nói thêm cháu nghe, hắn đi vào nhà mình từ hướng nào và cô đã trò chuyện về hắn những gì đi. Bà im lặng một lúc như cố nhớ lại, rồi nhẹ nhàng nói, hắn đi đến nhà mình từ phía bên trái. Và trong một phút nhẹ dạ, ta đã giới thiệu bà hàng xóm hiền lành của mình cho hắn. Ta thật hối hận. Và 2 phút sau đó, một thanh niên xuất hiện trước cổng nhà bà Lan Chi, càng làm sự nghi ngờ của Hà tăng lên gấp bội. Hà trông ra và giúp bà lau lại cái kính để bà có thể trông rõ người thanh niên đó hơn. Bà lại ngơ ngác nhìn vì không biết người đó là ai, cho đến khi Hà quay trở lại thông báo rằng đó là người hàng xóm mà bà mời đến thưởng thức bánh sáng nay. Anh ta bận chăm sóc lũ chim trong vườn nên tới trễ. Nói xong, Hà đi ra tới ngưỡng cửa thì dừng lại, lấy điện thoại chụp 2 dấu giày in trên sàn nhà, lấy thước đo và so sánh kích cỡ, rồi túm một ít đất cho vào lòng bàn tay xem một lúc mới quay trở lại bàn. Đúng như cháu dự đoán, hắn đã theo dõi và nắm được việc cô có thói quen mời hàng xóm đến ăn bánh, nên đã cố tình đến truyền lời cho người được mời, lùi giờ hẹn lại. Đương nhiên là người được mời mới đến, nghĩ hắn là giao liên truyền lời cho cô nên vui vẻ nhận lời, để giờ đây đứng lóng ngóng trước cổng nhà mình. Vậy ra không chỉ có mình ta bị hắn lừa rồi. Thật là hắn đi vào nhà ta từ bên trái, nhưng ở đây cháu chỉ thấy toàn dấu chân từ trong nhà hướng ra ngoài thôi, cô khẳng định. Sao lại như vậy được? Cô bình tĩnh nhé. Chuyện cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Cho cháu hỏi này, bà hàng xóm của cô bao nhiêu tuổi? Trông bà ấy như thế nào? Nhà có cửa hậu hay không? Cả số điện thoại liên lạc của cô ấy nữa. Hà hỏi. Trông vẻ mặt cô sáng lên một niềm tin, cứ như là sắp tóm cổ cái tên trộm ngày đó tới nơi. Bà thấy cũng vững bụng hẳn nên tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều. Là cái bà già tên Hoa chạc tuổi ta, tóc ngang vai ở căn nhà đối diện, chỗ có cây xoài và cây lý ngoài sân ấy. Bà ta tuy già nhưng tính tình phóng khoáng, trẻ trung như gái đôi mươi. Dù rằng tuổi thật của bà thì bằng gấp 3 lần con số ấy. Một người phụ nữ đặc biệt. Còn số điện thoại thì cháu xem ở đây. Hà gật gù, chậm rãi nói. Được rồi, cháu sẽ lưu ý tới bà ấy. Mà nhà mình còn bánh tráng không cô ơi? Cho cháu một ít. Gì chứ bánh tráng thì nhà nào ở Củ Chi mà không có sẵn vài sấp hả cháu? Khi tới nơi, Tuấn mới nhận ra là bà cô của mình sống một mình trong một căn hộ cấp 4, rộng rãi như vậy. Bà vẫn loay hoay trong gian bếp sộc mùi dầu mỡ quen thuộc, như anh đã từng biết. Một phụ nữ đảm đang. Và như vậy là anh có thể mạnh dạn đoán chắc là bà sắp đãi anh ta món gì ngon lắm. Tuấn mở gói bánh ăn dở, lủm một cái nữa. Và khi bà quay ra phòng khách thì anh ta ép sát cái ba lô to đùng vào chân bàn, rồi chào bà bằng một cái cười mỉm vốn đã là thương hiệu. Cháu đến từ khi nào vậy? Bà hỏi bằng cái giọng hớn hở của một người hiếu khách, bằng chứng cho thấy sự ấm áp đầy thành tâm của một phụ nữ am hiểu sự đời. Trông vẻ mặt bà mai mái như là có bệnh, nhưng già thì ai mà chả mang một căn bệnh nào đó. Còn những nếp nhăn cứng đơ trên trán và đuôi mắt như được chạm khắc từ một gã tay mơ chỉ biết mỗi việc moi tiền,
mà không biết làm gì khác. Bà đẩy cặp kính gọng to lên sát mắt, rồi cười cười, lọng cọng cầm rổ bột nghi ngút khói bước về phía bàn ăn. Wow, cháu có lộc ăn rồi. Cô đang nấu món gì trong bếp nữa mà thơm quá vậy? Cháu không ngửi thấy mùi kẹo mạch nha à? Biết chiều nay cháu sẽ đến nên ta làm riêng nó cho cháu đấy. Rất đặc biệt nhá. Bà hớn hở. Tuấn cười vang một cách tự nhiên nhất có thể, vuốt chân mày trái và xoa bụng. Cháu đang đói, cháu sẽ không phụ lòng cô đâu ạ. Vậy thì tốt, cháu thử đi. Hồi còn nhỏ cháu mê món bột luộc lá dứa này lắm đó. Đi đường xa vất vả lắm hả cháu? Bà lấy khăn trần mồ hôi vã trên trán của anh ta, rồi đi đến góc tường bật quạt cho xoay mạnh hơn. Vì chính bà cũng cảm thấy nóng. Nóng vì làn hơi từ rổ bánh bốc lên cao, che đi phần nào khuôn mặt được phớt một lớp phấn của bà. Cha mẹ cháu thế nào? Anh ta tặc lưỡi, làm như không muốn thổ lộ với ai. Nhưng bà hỏi, anh ta đành gác cái bánh đang ăn dở lại, trả lời. Cha mẹ cháu đã bán công ty giấy ở Tân Bình rồi, và họ đã dọn về Hóc Môn, dựng một trang trại nhỏ, có ao, có vườn, để ăn dưỡng tuổi già như đã dự tính từ lâu. Họ cũng đã nhắc đi nhắc lại việc để cháu nối nghiệp gia đình. Đó là một điều vô lý khi mà cháu không có khả năng đó. Cháu thích hội họa hơn. Ai lại áp đặt bao giờ cô nhỉ? Anh ta lại nhìn bà cô của mình, mái tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Đáng thương thường thấy ở những phụ nữ có tuổi. Lúc nữa, anh nghĩ là mình sẽ đề nghị ở lại đây lâu hơn, cho đến khi hoàn thành tác phẩm hội họa của mình, lại vừa gần gũi bà cô xa cách lâu ngày gặp lại. Hôm nay gặp lại cô, cháu thấy nhiều cảm xúc quá. Những chuyện xưa cô kể vanh vách, chứng tỏ trí nhớ cô vẫn còn rất minh mẫn. Nhưng điều đặc biệt khiến cháu cảm động nhất là cô vẫn nhớ sở thích của cháu. Anh ta vớt một cái thử ngay, bột dẻo giòn dính một ít trên đầu đũa. Anh ta liếm một phát như trẻ con. Lại cười bà già rồi, thế nào được không cháu? Mềm và thơm mùi dứa, ngon cô ơi, cháu lấy cái nữa. Bà cười lớn, vậy là ta thành công rồi, cháu cứ dùng tự nhiên. À, ta còn nhớ là mình có một đứa cháu cũng rất thích ăn món kẹo mạch nha này. Bà xuống giọng, còn anh ta thì như lục lại quá khứ của mình. Nhưng dường như anh ta vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho việc đó. Người già luôn kể chuyện đời xưa, cái ngày họ còn trẻ, khỏe và thỏa sức tung tẩy với những mơ ước của mình. Cháu biết không, nó thích mạch nha lắm. Tới nỗi cứ cách một ngày là kêu ta làm cho nó ăn. Rồi bà rút cái hộp gỗ khác, đặt dưới mặt bàn, ra lấy một tấm hình, để rồi dồn hết tâm tư vào đó. Được một lúc, bà đặt tấm ảnh trở lại cái hộp, với vẻ ủ rột của một người đa sầu, đa cảm. Còn nữa, ta hay đọc cho nó nghe những lá thư của Vincent Van Gogh, viết cho em trai theo trước khi cắt tay mình, về những lá thư mà Khổng Minh để lại cho con cháu. Bà ngừng việc kể lể đó, và hai má bà ửng đỏ lên một cách sượng cứng. Anh ta đảo mắt một vòng, chỗ gian bếp, phòng ngủ, trên lầu, rồi hỏi, nhà mình đơn chiếc mà cô làm nhiều bánh thế à? À, ta làm 4 phần, một phần cho ta, phần cho cháu, phần cho Hà Ớt, cán bộ phụ trách địa bàn này, vì cô ấy hay ghé qua nhà thăm ta, và cho bà hàng xóm dễ mến một phần. Cháu mang đồ đạc lên phòng rồi xuống tâm sự. Cô cháu ta không phải lúc nào cũng có dịp như thế này đâu. Ăn xong cháu sẽ mang đồ lên. Chắc cô đã dọn một phòng sẵn rồi. Bà ngồi thẳng lưng rồi lên giọng. Đương nhiên rồi, ai lại để cháu trai mình làm việc đó đâu. Phòng của cháu ở ngay đầu cầu thang đấy.
ta vẫn còn lưu giữ rất nhiều hình ảnh của cháu trong phòng đấy. Cháu sẽ bất ngờ cho mà xem. À mà cháu trai của ta ơi, cháu đã vợ con gì chưa? Phụ nữ thời này thật không dễ gì. Cô có ai thì giới thiệu cho cháu với. Anh ta chậm chậm nhả ra từng chữ, như điều đó là một sự dày vò chậm rãi mà anh từng nếm. Bà bất chợt cười ré lên. Úi, vậy thì hay quá. Ta có một đứa cháu là cảnh sát, nó phụ trách địa bàn này, tên Hà, ngoại hình cũng khá. Có điều người ta gọi là Hà ớt, không biết cháu có nghe tên nó bao giờ không? Anh ta lấy tay ấn vào cổ mình như bị mắc nghẹn, mặt đỏ lên như một trái lê má hồng tàu. Bà liền đoán ra là cháu mình có thể biết cô ấy mà không cần giới thiệu gì thêm nữa. Cái tên Hà nghe đã đủ lạnh rồi, còn thêm chút ớt vào nữa thì ai mà chịu cho thấu. Hà ớt à? Thôi bỏ đi. Cháu nghĩ là không nên can hệ gì đến cô ta thì hay hơn. Phụ nữ làm cảnh sát có ai dịu dàng đâu, càng không có thì giờ để mà lo cho gia đình. Họa có điên mới rước cô ta về. Nếu chỉ bằng quan điểm phiến diện đó thì bà có thể phản biện một cách dễ dàng thôi, vì bà là bạn của một nữ nhà văn có tiếng cơ mà. Ô, cháu quan niệm vậy là sai bét rồi. Đừng xem đó là bẫy chứ. Ta từng trải nên hiểu rõ mà. Chỉ cần gặp đúng đối tượng thôi thì cháu sẽ bám lấy như Sam đấy. Cho dù người ấy có làm nghề gì đi nữa, để ta giới thiệu cho nhé. Ha ha, bà lấy tay ấn nhẹ một góc mặt bên trái. À, kẹo được rồi đấy. Để ta đi lấy một ít cho cháu dùng thử. Ôi, cái mùi thơm nhức nhối làm sao. Để ta đi tắt bếp. Cháu ngồi chơi đợi ta một lát nhé. Ta xuống bếp rồi quay lại bàn tiếp vấn đề này ngay. Khi bà loay hoay với món kẹo mạch nha dưới bếp trở lại thì thấy Tuấn đang gặp khó khăn ở ngoài sân. Có lẽ anh ta đã tự ý lên phòng rồi phát hiện ra điều gì đó và thấy không ổn chăng? Trời nhá nhem tối, đèn đường vẫn chưa lên. Anh ta cũng loay hoay dưới tán cây xoài, không biết làm sao thoát ra khỏi vũng kẹo mạch nha được đổ lên trên nền gạch. Mà cũng khó khăn lắm, anh mới nhận ra được đó là gì. Tay còn cầm một cái hộp vuông vắn màu xanh ô liu mà bà nhớ là nó được đặt trên bàn trang sức của bà. Cháu ơi, cháu đi đâu mà vội thế? Đã nói là phải chờ ta quay lại mà, chúng ta còn bàn việc nữa. Bà bước vội ra lan can, nói như hét. Thế này là sao hả bà cô? Anh ta ngoái đầu lại, nói như đang trách móc. Bà vùng vằng vì phải nhắc lại điều mà mình vừa nói cách đây không lâu. Ta đã nói là kẹo mạch nha, ta làm để dành riêng cho cháu mà. Kẹo này ta chỉ thêm chút đường mạch nha, để tăng thêm độ dai thôi. Đừng cố vùng vẫy nữa, quay trở vào nhà đi, Hà ớt tới ngay đó. Anh ta muốn nhảy nhõm lên nhưng không được, không thể được bởi đôi giày đã lún sâu vào vũng kẹo. Tuấn cảm thấy sống lưng bắt đầu rỉ ra một dòng nước lạnh và anh biết nguyên nhân của nó là từ đâu. Bà già, bà nói gì vậy? Lại vụ gì nữa đây? Hà tới đây làm quái gì? Đừng vội, từ từ ta nói cho mà nghe. Mà cháu cầm cái hộp gỗ của ta ra đó làm cái quái gì vậy? Ta không để cái gì quý giá trong đó đâu. Bà nói với, khuôn mặt trông như sắp phá ra cười ngặt nghẽo. Hả? Ruột gan Tuấn lộn tùng phèo. Khi thấy trong hộp đựng trang sức màu ô liu chỉ là một tờ giấy ghi bốn chữ tổ trưởng đại phú đại quý.
Ngửi thấy mùi, hắn bắt đầu run lên, giọng đứt quãng. Bà là người đặt cái bẫy này, và là người nói với cháu đừng xem việc này là bẫy đó, và cũng là người sắp đẩy cháu vào tù vì tội trộm cắp tài sản theo điều. Chẳng phải những hình ảnh quá khứ của cháu ta treo sẵn trong phòng chưa đủ để cháu đánh hơi ra đây là cái bẫy hay sao? Rồi bà khom lưng xuống, túm nhúm đất sét ẩm ướt hằn dấu giày. Giày đế ngược à? Thủ đoạn này xưa rồi cháu ơi. Hồi những năm kháng chiến, bọn thực dân cũng sử dụng phương pháp này để lừa quân ta, rồi chúng cũng bị đánh cho tan tác đấy thôi. Giờ cháu dẫm phải của tụi ấy nên thua là đúng rồi. Nói xong, bà tháo lớp hóa trang bằng bánh tráng tẩm thuốc vẽ, rồi đến cặp kính gọng tròn to bản ra trước cặp mắt ngờ vực của Luân. Rồi bà lấy khăn giấy lau lớp phấn trang điểm, thoảng mùi thơm nhẹ còn sót lại trên mặt mình. Luân kịp nhận ra đang đứng trước mặt mình đó là người bà cô bất đắc dĩ đã mai mối, Hà Ớt. Cứ tưởng lớp hóa trang chỉ sử dụng được trong 6 tiếng đồng hồ này sẽ hỏng trước khi vãn tuồng, nhưng không ngờ lại rất kịp lúc. Vậy bây giờ cháu còn muốn ta mai mối Hà Ớt cho nữa không, cháu ơi? Sao lại là cô? Khốn nạn! Cứ chửi đi, nhưng tao nghĩ là không cần phải tỏ ra bất ngờ như vậy đâu. Vì khi đã chót nhúng chàm, thì mày phải nghĩ đến ngày hôm nay rồi chứ. Không phải tao thì cũng là người khác thôi. Lúc nãy tao còn lầm tưởng đúng là cháu của cô Hoa lên thăm bà thật, nhưng không cách nào liên hệ được với cô ấy. Nhưng khi xem lại hình ảnh của Luân, kẻ trộm chiếc nhẫn 2 năm trước, thì ta bắt đầu tin giả thuyết của mình là đúng. Hà lấy ra một cái thước dây đo dấu giày in trên sân, hoàn toàn trùng khớp với dấu giày xuất hiện ở nhà bà Lan Chi. Còn nữa, bà nói là mời hàng xóm mới dọn đến ở qua nhà mình ăn thử món bánh rán mới làm. Nhưng khi xem xét vết đất sét để lại, tao biết rằng mày không bước ra từ căn nhà đối diện đó, mà từ nơi khác đến. Vì bán kính 200 mét chung quanh đây hoàn toàn không có đất sét, mà chính xác là mày đã đến đây qua khu hố bom ở gần cầu sáng, có phải không? Tao đã cất công đến đó một chuyến và tìm được màu đất tương tự. Hết chối nhá. Hắn vừa cười vừa cố gắng hết sức nhấc chân ra khỏi vũng kẹo mạch nha đang khóa chặt hai chân hắn thêm lần nữa. Thôi, dẫn vậy đủ rồi. Tôi để lại đôi giày cho cô làm vật chứng đó. Tôi đi đây. Bye bye. Vừa ra đến cổng thì một cái xô nhôm đầy nước úp lên đầu hắn, rồi xô hắn vào vũng kẹo mạch nha đó lần nữa. Hắn la oai oái, rồi bị hai bà già sấn tới, lục túi lấy ra chiếc nhẫn kim cương 4 carat sáng loáng. Nếu Hà không thông tin trước để ta chuẩn bị cho cô ấy đổi vai và chần chừ cho đến chập tối mới mở cửa, thì chắc là người bị hắn lừa không chỉ có bà nhà văn đáng thương của ta rồi. Hà ơi, các cô nợ cháu lời cảm ơn. Lần này coi như mày gặp may. Cô sẽ không truy cứu chuyện hôm nay, nhưng hãy nhớ rằng không nên lợi dụng sự tin tưởng của người khác mà làm sằng, đặc biệt là những người thực sự đối tốt với mình. Mày hãy tự thoát khỏi đó như là một bài học nhớ đời vậy. Bà Lan Chi gần giọng.
quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Đừng xem đó là bẫy của nhà văn Võ Chí Nhất. Mời quý vị đón nghe truyện ngắn tiếp theo trong chùm truyện ngắn được phát trong tuần này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.